Xin chào các bạn đã trở lại với trang nhà của mình, Cecilia Vlog Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay video này mình xin được chia sẻ tiếp về ca sĩ Leon Vũ, là ca sĩ thần tượng của mình. Một ca sĩ hải ngoại hát dòng nhạc bolero rất là hay. Mà không biết lý do hay là cơ duyên nào mà Leon Vũ lại chọn cho mình một cái dòng nhạc quê hương, dòng nhạc bolero này cho riêng mình. Trong những cuộc phỏng vấn của chương trình Giang Ngọc Show và Thùy Vân trước đây, thì mình có nghe Leon Vũ hay nhắc đến hai người chị tinh thần của mình, đó là ca sĩ Mỹ Huyền và ca sĩ Hương Lan. Anh nói hai chị đã giúp đỡ anh rất là nhiều, hướng nghiệp cho anh trong sự nghiệp ca hát của mình. Và có lẽ đây là lý do chính mà anh đã chọn cái dòng nhạc này. Anh cũng đã từng chia sẻ nhạc quê hương hay là nhạc rumba đã có trong máu của Leon từ lúc còn ở quê nhà. Như chúng ta được biết, ca sĩ Leon Vũ sinh tại Việt Nam, lớn lên ở Hawaii và hiện tại cư ngụ tại California. Vì anh rời quê nhà lúc anh còn nhỏ tuổi nên tiếng Việt của anh không có được giỏi lắm. Nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của anh ngày đêm, thì anh cũng đã vượt qua cái trở ngại này. Và đến bây giờ thì anh đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh hát được rất là nhiều dòng nhạc, trong đó có nhạc trẻ, nhạc dân ca, nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc quê hương. Và dòng nhạc này anh lại được khán giả yêu mến nhiều hơn nữa. Ca sĩ Hương Lan là một ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Một dòng ca rất là ngọt ngào của dòng nhạc trữ tình quê hương. Hương Lan từng cho biết cuộc đời cô chỉ phụng sự cho nghệ thuật và ước mơ của nghệ sĩ Hương Lan là được hát cho quê hương của mình. Và Leon Vũ rất là may mắn khi được gặp người thầy của mình là ca sĩ Hương Lan, đã dìu dắt anh từng bước trong lĩnh vực ca hát. Anh cũng đã từng chia sẻ ca sĩ Hương Lan đã giúp anh tập phát âm tiếng Việt đến cách nhả chữ khi hát, đã giúp anh hiểu được ý nghĩa cũng như lời mà nhạc sĩ viết trong bài hát. Kể cả khi thử dòng hay là thu âm trong phòng thu, chị đều chỉ bảo rất là tận tình. Lúc nhỏ, Leon đi học hát với người chị của mình là ca sĩ Hương Lan. Thì lúc nào chị cũng muốn nhắc nhở Leon là khi muốn hát bài hát nào đó thì nên để ý hai câu đầu của bài hát. Giờ mình mới hiểu rõ ý chị rồi.
Đối với một người ca sĩ, cái kinh nghiệm của những người đi trước vẫn là một điều quý giá nhất. Xin cảm ơn ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Mỹ Huyền đã dìu dắt Leon Vũ để có một ca sĩ Leon Vũ ngày hôm nay cho chúng em là những fan hâm mộ. Và tháng 11 này, ca sĩ Leon Vũ và Andy Thái sẽ có một chuyến trở lại quê nhà. Anh sẽ tổ chức một buổi off-fan tại Hà Nội. Sau đó, anh sẽ trở lại Đà Nẵng, Hội An và sẽ có show diễn tại Vũng Tàu và Cần Thơ. Xin chúc hai anh luôn được dồi dào sức khỏe và có những cái show diễn thật thành công và ý nghĩa.